Chào mừng tất cả các em đến với chương trình Hóa học online trên kênh YouTube của thầy Tú dạy hóa Vlog. Thầy xin được giới thiệu, thầy là Võ Anh Tú, hiện là giáo viên hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Ở các bài học lần trước thì các em đã được tìm hiểu các hợp chất của lưu huỳnh, ví dụ như hydro sunfua, lưu huỳnh dioxit hay là lưu huỳnh trioxit. Trong bài học ngày hôm nay các em sẽ được tìm hiểu một hợp chất khác của lưu huỳnh. Hợp chất này được xem như là vua của các loại hóa chất bởi những ứng dụng quan trọng của nó trong đời sống thực tiễn, ví dụ như luyện thép, làm phân bón hay là chất tẩy rửa. Hợp chất mà thầy muốn nói đến ở đây đó chính là axit sunfit. Các em sẽ được tìm hiểu axit sunfit thông qua các nội dung sau: thứ nhất, tính chất vật lý; thứ hai, tính chất hóa học; thứ ba, điều chế; thứ tư, ứng dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên của bài học, tính chất vật lý. Như các em có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là bình hóa chất chứa dung dịch axit sunfit. Các em có nhận xét như thế nào về trạng thái cũng như là màu sắc của dung dịch này? Axit sunfit là chất lỏng, sánh như dầu, không màu, không bay hơi. Axit sunfit đặc 98% có khối lượng riêng bằng 1,84g trên cm khối, lớn hơn khối lượng riêng của nước là 1g trên cm khối. Điều này chứng tỏ rằng axit sunfit nặng hơn so với nước. Ngoài ra thì axit sunfit đặc dễ hút ẩm, tan nhiều trong nước và quá trình hòa tan kèm tỏa nhiệt mạnh. Như các em đã biết thì trong phòng thí nghiệm người ta lưu trữ axit sunfit dưới dạng axit đặc. Vậy để pha loãng dung dịch axit này thì người ta sẽ tiến hành như thế nào? Mời các em theo dõi đoạn phim về quá trình pha loãng axit. Qua đoạn phim trên chúng ta có thể thấy rằng nếu tiến hành theo cách ngược lại, tức là cho nước vào axit thì hoàn toàn không được và không an toàn. Sở dĩ như vậy là khi cho nước vào axit, nước nhẹ hơn nổi lên trên bề mặt, quá trình hòa tan sẽ kèm tỏa nhiệt mạnh, làm cho nước sôi và bắn tung tóe gây nguy hiểm. Còn khi chúng ta cho axit từ từ vào trong nước, do axit nặng hơn sẽ đi sâu vào trong lòng chất lỏng, lượng nhiệt tỏa ra do quá trình hòa tan sẽ được phân bổ đều trong dung dịch, nhiệt độ tăng từ từ và không làm cho nước sôi quá nhanh. Vậy khi pha loãng axit thì các em phải lưu ý cho thầy, đó là cho từ từ axit vào trong nước và tuyệt đối không được làm ngược lại. Trên đây là một số thông tin cần thiết về tính chất vật lý. Vậy axit sunfit có tính chất hóa học như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở nội dung thứ hai, tính chất hóa học. Như các em đã biết thì axit sunfit có công thức phân tử là H2SO4. Để biết công thức cấu tạo một cách đơn giản thì các em cần nhớ nguyên tắc thường có bao nhiêu nguyên tử hydro thì sẽ có bấy nhiêu nhóm OH, và các nhóm OH này sẽ liên kết với nguyên tử trung tâm lưu huỳnh. Sau đó lưu huỳnh sẽ sử dụng hai cặp atom còn lại để phối trí với các nguyên tử oxy, thỏa mãn quy tắc Bạc tử. Ngoài ra, axit sunfit còn có công thức cấu tạo thứ hai là chúng ta sẽ thay thế các liên kết phối trí bằng các liên kết đôi. Cấu tạo của phân tử axit sunfit có chứa hai nhóm OH phân cực về phía oxy có độ biến lớn hơn, nên hai nguyên tử hydro này linh động thể hiện tính chất axit. Ngoài ra, trong cấu tạo phân tử lưu huỳnh có trạng thái số xóa là -6. Đây là trạng thái số xóa cao nhất, nên chúng ta có thể dự đoán hợp chất này còn có tính chất thứ hai là tính oxy hóa, và tính oxy hóa do lưu huỳnh -6 được thể hiện đối với axit sunfit đặc. Tuy theo nồng độ loãng và đặc khác nhau của axit sunfit mà tính chất hóa học có thể khác nhau một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tính chất của axit sunfit loãng. Đối với axit sunfit loãng thì nó sẽ thể hiện đầy đủ tính chất của một axit mạnh, do đó nó có khả năng phản ứng với quy tím, kim loại, oxy kim loại, kiềm và muối. Axit sunfit có khả năng làm cho quy chuyển sang màu đỏ. Khi phản ứng với kim loại, điều kiện kim loại phải đứng trước hydro trong dạy hoạt động hóa học. Ví dụ phản ứng với sắt tạo thành muối sắt 2 sunfat và hydro. Phản ứng với oxy kim loại tạo thành muối và nước. Nhận biết phản ứng xảy ra bằng dung dịch đã thay đổi màu từ không màu sang màu xanh của đồng sunfat. Với hydroxit kim loại, ví dụ như natri hydroxit,
phản ứng sẽ tạo thành muối và nước. Để nhận biết phản ứng xảy ra thì chúng ta sẽ dựa vào sự thay đổi màu của chất chỉ thị phenolphthalein. Phản ứng với muối. Điều kiện phản ứng với muối đó chính là tạo thành chất khí, chất kết tủa hoặc là chất đường đi yếu như là nước. Axit sulfuric đặc ngoài thể hiện tính axit, nó còn thể hiện tính oxy hóa mạnh khi tham gia phản ứng với những chất có tính khử như kim loại, phi kim hoặc các hợp chất khử. Tính oxy hóa này như thế nào? Chúng ta cùng xem video thí nghiệm. Đồng với axit sulfuric loãng và đặc. Lấy hai ống nghiệm sạch, lần lượt cho vào từng ống nghiệm riêng biệt 2-3 ml dung dịch axit sulfuric loãng, axit sulfuric đặc. Cho vào mỗi ống nghiệm một sợi dây đồng. Đun nóng đều cả hai ống nghiệm. Ống nghiệm đựng dung dịch axit sulfuric loãng chỉ sôi, không có phản ứng xảy ra. Ống nghiệm đựng axit sulfuric đặc có phản ứng xảy ra. Có khí không màu, mùi sốc bay ra. Đó là lưu huỳnh dioxit. Thử khí bay ra bằng giấy quỳ ẩm. Thấy giấy quỳ chuyển sang màu đỏ. Dung dịch thu được có màu hơi xanh. Trong phản ứng trên, đồng không tham gia phản ứng với axit sulfuric loãng vì đồng là kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Còn khi cho đồng phản ứng với axit sulfuric đặc, hiện tượng của phản ứng là xuất hiện khí mùi sốc, nhóm dịch chuyển sang màu xanh, điều đó chứng tỏ phản ứng đã xảy ra, tạo đồng sulfat, lưu huỳnh dioxit và nước. Trong phản ứng trên, đồng đã thay đổi số oxy hóa từ 0 lên cộng 2, thể hiện tính khử, còn lưu huỳnh từ cộng 6 về cộng 4, thể hiện tính oxy hóa. Như vậy, trong phản ứng trên, axit sulfuric đặc đã thể hiện tính oxy hóa mạnh và nó có khả năng oxy hóa hầu hết các kim loại, trừ vàng và platin. Thay có thể việc phương trình phản ứng tổng quát giữa kim loại và axit sulfuric đặc, sản phẩm thu được là muối sulfat, sản phẩm khử của lưu huỳnh cộng 6 và nước. Lưu ý, các kim loại sẽ bị oxy hóa lên trạng thái số oxy hóa cao nhất. Tùy thuộc vào bản chất của kim loại, nồng độ của axit và nhiệt độ mà sản phẩm có thể là hydro sulfur, lưu huỳnh hay là lưu huỳnh dioxit. Ba kim loại sắt, nhôm, chrome không phản ứng với axit sulfuric đặc nguội do nó bị thụ động hóa. Tính oxy hóa của axit còn được thể hiện thông qua phản ứng với phi kim như carbon, lưu huỳnh, phốt pho hay một số hợp chất có tính khử. Dưới đây là một số ví dụ. Khi phản ứng với carbon, axit sulfuric sẽ oxy hóa carbon từ 0 lên trạng thái số oxy hóa cao nhất cộng 4 trong CO2. Sản phẩm khử là SO2 với số oxy hóa của lưu huỳnh là cộng 4. Trường hợp khi phản ứng với lưu huỳnh trong axit sulfuric sẽ đóng vai trò là chất oxy hóa có số oxy hóa giảm sau phản ứng. Lưu huỳnh phi kim sẽ đóng vai trò là chất khử có số oxy hóa tăng sau phản ứng. Sản phẩm thu được sẽ chứa lưu huỳnh có trạng thái số oxy hóa trung gian giữa cộng 6 và 0 thì chỉ có thể là lưu huỳnh dioxit với số oxy hóa là cộng 4. Khi tham gia phản ứng với chất khử như là sắt 2 oxit, trạng thái số oxy hóa cộng 2 trung gian của sắt sẽ bị oxy hóa bởi axit sulfuric từ cộng 2 lên cộng 3 trong muối sắt 3 sulfat. Sản phẩm khử là lưu huỳnh dioxit. Vậy câu hỏi đặt ra như thế này, nếu chúng ta cho sắt 3 oxit phản ứng với axit sulfuric đặc, liệu sản phẩm có thu được là lưu huỳnh dioxit hay không? Ở đây chúng ta chú ý, sắt với trạng thái số oxy hóa là cộng 3. Đây là trạng thái số oxy hóa cao nhất của sắt, không thể tăng lên được nữa. Vậy đây không thể là phản ứng oxy hóa khử. Do vậy lưu huỳnh dioxit không thể tạo ra. Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi giữa oxit và axit. Sản phẩm thu được là muối và nước. Ngoài tính oxy hóa thì axit sulfuric đặc còn thể hiện tính chất đặc trưng nữa, đó chính là tính hóa nước.
Tinh học được thể hiện như thế nào thì thầy mời các em xem một đoạn thí nghiệm phản ứng giữa đường và axit sulfuric đặc. Khi cho axit sulfuric đặc vào đường thì sẽ có hiện tượng đó là đường hóa đen và phun trào. Và hiện tượng này được giải thích như thế nào? Như chúng ta đã biết thì thành phần của đường đó chính là saccharose với công thức phân tử là C12H22O11. Saccharose thuộc loại hợp chất carbohydrat. Do đó hợp chất này chúng ta có thể viết lại là C12H2O tất cả 11 lần. Khi cho axit sulfuric đặc vào thì do axit sulfuric đặc có tính hào nữa, nó sẽ lấy tất cả các phân tử nước của đường, thu được sản phẩm đó chính là carbon và axit sulfuric ngậm 11 phân tử nước. Ngoài ra, carbon là một phi kim có khả năng phản ứng với axit sulfuric đặc, giải phóng khí carbonic và khí lưu huỳnh dioxide. Hai khí này thoát ra gây ra hiện tượng phun trào. Nội dung tiếp theo mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó chính là phần điều chế axit sulfuric trong công nghiệp như thế nào. Axit sulfuric được sản xuất trong công nghiệp từ nguyên liệu là quặng pyrit, lưu huỳnh và oxy của không khí theo phương pháp tiếp xúc. Trong giai đoạn đầu, lưu huỳnh hoặc quặng pyrit sẽ bị đốt nóng để tạo thành lưu huỳnh dioxide. Sau đó, lưu huỳnh dioxide sẽ tiếp tục bị oxy hóa để tạo thành lưu huỳnh trioxide với sự có mặt của chất xúc tạo vanadioxide V2O5. Cuối cùng, lưu huỳnh trioxide sẽ bị hấp thụ bởi axit sulfuric đặc để tạo thành oleum có công thức tổng quát là H2SO4 ngầm NSO3. Chất này sẽ tác dụng với nước để tạo thành axit sulfuric. Và bây giờ xin mời các em hãy theo dõi một đoạn phim mô phỏng quá trình sản xuất axit sulfuric trong công nghiệp. Axit sulfuric là hóa chất hàng đầu được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Việc tiếp thu axit sulfuric là một trong những chỉ số để đánh giá sự phát triển công nghiệp của một quốc gia. Vậy axit sulfuric có những ứng dụng như thế nào trong thực tế? Thì xin mời các em cùng theo dõi một đoạn video sau.
Nội dung điều chỉ và ứng dụng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thầy cùng tất cả các em hãy hệ thống lại những kiến thức đã được học thông qua sơ đồ tư duy iMindMap. Về tính chất vật lý, các em chú ý đến trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng và cách pha loãng axit sulfuric đặc. Về tính chất hóa học, với axit sulfuric loãng thì nó sẽ thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của một axit mạnh. Còn đối với axit sulfuric đặc, ngoài thể hiện tính axit thì nó còn thể hiện tính oxy hóa, tính hao nước. Để sản xuất axit sulfuric trong công nghiệp thì người ta sẽ tiến hành theo phương pháp tiếp xúc thông qua 3 giai đoạn. Một lưu ý cuối cùng đó là các em phải chú ý đến những ứng dụng của axit sulfuric trong đời sống hàng ngày cũng như là trong công nghiệp. Vận dụng kiến thức mà các em vừa mới được học, hãy hoàn thành cho thầy những bài tập sau. Nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay tương đối dài, nhưng thầy hy vọng rằng với bài giảng của thầy sẽ làm cho các em cảm thấy môn hóa học trở nên thú vị và gần gũi hơn. Nhiệm vụ của chúng ta ở nhà là làm bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập, ôn lại những kiến thức nội dung mà đã được học. Và đặc biệt, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của thầy, Thầy Tủ Dạy Hóa Vlog, để chúng ta có thể nhận được những bài học thực sự bổ ích và ý nghĩa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những nội dung bài học tiếp theo.